Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta lại được nhóm nhau lại. Anh chị em một lần nữa quan nghênh và chào mừng hết thảy anh chị em và để cùng học lời Chúa với chúng tôi trong ngày hôm nay. Như buổi nhóm giữa tuần của chúng ta luôn thực hiện điều mà tôi tin rằng Chúa rất đẹp lòng. Đó là chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ về những phước hạnh Chúa ban cho, về chúng ta trải nghiệm Chúa như thế nào trong đời sống của chúng ta. Hãy thuật lại, hãy nói lên những điều Chúa nghe làm cho chúng ta và chúng ta kinh nghiệm Chúa, để chúng ta khích lệ nhau, để chúng ta tạ ơn Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Trên ở dưới dòng bình luận, anh chị em có thể đánh vào trong những dòng bình luận này là làm chứng ngắn gọn để cảm tạ Chúa vì những việc mà chúng ta trải nghiệm Chúa trong đời sống của chúng ta. Vì thật biết ơn Chúa, chúng ta trong những ngày qua được Chúa ngài ban phước mà chúng ta kinh nghiệm rất nhiều điều mà Chúa ngài ban cho. Thì xin Chúa ngài vui nhận nơi chúng ta lòng biết ơn để chúng ta bày tỏ phước hạnh của Chúa, để anh chị em cũng khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Cảm ơn Chúa. Sau kinh nghiệm mà hội thánh của Chúa cùng trải qua cơn đại dịch với thế giới của chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta thấy thần linh tất cả những sinh hoạt của hội thánh của Chúa đều phải có sự thay đổi. Và một trong những hiện tượng mà chúng ta thấy đó là chúng ta phải nhóm lại trực tuyến. Thì nhu cầu về lời của Chúa vẫn được đáp ứng, nhưng có một cái nhu cầu khác nó trở nên rất là thiếu thốn. Đó là nhu cầu gặp gỡ thông công với các anh chị em cùng một niềm tin. Đây là một nhu cầu mà Đức Chúa Trời ngài đã dựng nên chúng ta và cho chúng ta được dựng nên trong một cộng đồng. Và bây giờ được tái sinh vào trong gia đình của Chúa thì lại là cộng đồng niềm tin, thì là một điều chúng ta thấy rất là cần. Vì sự nhóm lại ở trên mạng toàn cầu qua những buổi nhóm trực tuyến thì chúng ta thấy rằng một trong những cái hậu quả đó là người ta quen dần với cái việc không nhóm lại với hội thánh một cách thường xuyên. Thì chúng ta thấy khi mọi việc lắng động xuống, thì chúng ta thấy có một số những hiện tượng xảy ra. Đó là một số người lại quen với sinh hoạt ngồi ở nhà để theo dõi các chương trình thờ phượng, thay vì trở lại nhà Chúa để thờ phượng Chúa. Thì chúng ta thấy rằng ở tại nhà, ở trong hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta không làm gì khác hơn được thì có sự nhóm lại trực tuyến. Nhưng nếu chúng ta có phương tiện, có cơ hội, thì chúng ta cần phải tìm về nhà Chúa để chúng ta gặp gỡ thông công với các anh chị em trong cùng một niềm tin. Ở tại Hoa Kỳ, có một hiện tượng khác đang diễn ra. Đó là con dân Chúa từ mọi sắc tộc, không phải chỉ riêng người Việt Nam của chúng ta mà thôi, di chuyển từ các tiểu bang mà chúng ta thấy rằng người ta cấm đoán sự nhóm lại, giới hạn mọi sinh hoạt của hội thánh của Chúa, để đi đến những tiểu bang, những thành phố mà hội thánh của Chúa được tự do để nhóm lại. Và cảm ơn Chúa vì những thống đốc của các tiểu bang này là những người tin kính Chúa và nhận thấy được cái sự nhóm lại của hội thánh của Chúa là một trong những điều thiết yếu, quan trọng hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Ngoài việc chúng ta có thể đi siêu thị để mua thực phẩm, thì chúng ta thấy rằng chính phủ của tiểu bang đã liệt cái sinh hoạt đó, đi siêu thị để mua thức ăn là điều thiết yếu. Rồi cũng có cái nhu cầu sửa chữa nhà cũng như sinh hoạt, thì những nơi bán những dụng cụ xây cất và những thứ cần thiết khác thì chúng ta thấy cũng được giao cho một cái công việc, một vị trí, đó là đây cũng là điều thiết yếu. Thì cả hai đã sinh hoạt một cách rất là mạnh mẽ và đầy đủ. Nhưng khi nói đến hội thánh của Chúa thì lúc bây giờ là chúng ta thấy có trở ngại lớn, cho đến khi thống đốc của tiểu bang Texas đã đưa ra một cái quyết định, và ông tuyên bố, đó là thống đốc của tiểu bang tuyên bố sự nhóm lại của hội thánh của Chúa là điều thiết yếu. Và cảm ơn Chúa khi ông ra cái luật này, thì cảm ơn Chúa là hội thánh của Chúa đã có một số nhanh chóng trở lại nhóm lại để đáp ứng, và kịp thời để đáp ứng nhu cầu của con gái của Chúa.
Trong khi có một số những tiểu bang thì chúng ta thấy rằng họ đã giới hạn sinh hoạt nhóm lại của Hội Thánh vì không phải là những người lãnh đạo tin kính Chúa. Cho nên họ áp dụng đặc biệt là trên Hội Thánh về giãn cách xã hội cũng như là những giới hạn khác. Có những nơi người ta chỉ cho ban ngợi khen chỉ có một người, một người chơi nhạc cụ, một người hướng dẫn hát và mục sư đứng giảng lời của Chúa, còn tất cả đều không được đến nhà thờ. Thì chúng ta thấy cái việc lời của Chúa được rao giảng, tiếp tục rao giảng thì nó đáp ứng được một phần. Nhưng mà nhu cầu của con người của chúng ta, của Hội Thánh của Chúa thì hơn là chỉ nhóm lại để học hỏi lời của Chúa. Nhưng mà cái không khí của gia đình, của sự thông công, của sự nhóm lại ở trong ơn của Chúa thì bị đánh mất đi. Cho nên có một cái sự di chuyển với một số đông người từ các tiểu bang mà đã làm khó cho con cái của Chúa ở trong sự nhóm lại. Người ta đã bỏ đi đến các tiểu bang có sự tự do hơn trong sự nhóm lại. Và cảm ơn Chúa vì tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang mà trong những ngày qua nhận những người từ các tiểu bang khác đến rất đông. Cũng như một tiểu bang khác là tiểu bang Florida thì chúng ta cũng thấy điều đó đang diễn ra. Anh chị em, tôi chia sẻ điều này để cho chúng ta thấy cái nhu cầu mà chúng ta cần và chúng ta đã thấy ở trong những ngày giãn cách là sự nhóm lại là nhu cầu rất thật. Bởi vì thiếu sự nhóm lại với Hội Thánh thì chúng ta gặp trở ngại. Cho nên chúng ta thấy rằng lời của Chúa đã dạy cho chúng ta biết cái nhu cầu này rất là sớm từ trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta buổi tối hôm nay bắt đầu chúng tôi chia sẻ với anh chị em những cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta cần phải lặp lại, chúng ta phải sống một cuộc sống mà tôi tạm gọi cái đề tài của chúng ta trong buổi tối hôm nay trong loạt bài Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên, đó là trở nên những Cơ Đốc Nhân cấp tiến. Đó là nhu cầu của hiện tại, đó là nhu cầu mà chúng ta cần ở trong ngày hôm nay. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài báo trước rằng vì tội lỗi thêm nhiều nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc vắng sự nhóm lại nó gia tăng thêm cái tình trạng mà Chúa Giêsu đã báo trước, đó là vì tội lỗi thêm nhiều nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Chữ nguội tại đây cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã định đời sống của chúng ta ở trong Chúa là đời sống nóng cháy, đời sống được Chúa Ngài ban ơn để chúng ta mạnh mẽ, chúng ta bốc cháy cho Chúa. Và nếu chúng ta không làm điều này thì chúng ta thấy rằng sẽ có cái sự nguội dần ở trong đời sống của chúng ta. Và một khi nó nguội đến một cái mức độ không thể xoay trở lại được thì đó trở nên một nan đề rất lớn ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên để tránh việc nguội lặng, chúng ta cần giữ và trở nên Cơ Đốc Nhân cấp tiến. Càng ngày càng thấy sự trở lại của Chúa càng gần chừng nào thì chúng ta cần phải sốt sắng nhóm lại hơn chừng đó. Chữ cấp tiến mà chúng ta suy nghĩ ở trong buổi tối hôm nay và tôi nhắc đi nhắc lại nhiều ở trong buổi tối hôm nay, theo định nghĩa của từ điển thì đó là sự tách biệt khỏi những thường lệ và truyền thống. Đó là điều mà Cơ Đốc Nhân cần có, trở nên cấp tiến ở trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Và có một cái thách thức của chúng ta trong buổi tối hôm nay là bạn có sẵn sàng để trở nên một Cơ Đốc Nhân cấp tiến không? Đây là việc rất là cần. Chúng ta phải cấp tiến, chúng ta phải tiến bộ, chúng ta phải thoát ra khỏi những cái thường lệ và truyền thống của con người để chúng ta trở lại với lời của Chúa mà chúng ta vững vàng, mạnh mẽ, được gây dựng và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Suốt ngày hôm nay thì chúng tôi tham dự một cái chương trình huấn luyện của Hội Thánh của Chúa Trung ở tại Hoa Kỳ này. Có hơn 10.000 Hội Thánh đã nhóm nhau lại online để được trang bị và giúp đỡ để có một cái công tác rất là cần trong ngày hôm nay. Đó là những cái ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của những thân hữu đến nhóm lại với Hội Thánh. Làm sao để chúng ta có thể để lại trong họ một cái ấn tượng thật là tốt đẹp, hoặc cho họ có sẽ trở lại ở trong tương lai để nhóm lại với Hội Thánh, rồi nhóm lại thường xuyên, rồi tin Chúa và gia nhập vào trong sinh hoạt của Hội Thánh. Và ban tổ chức người ta ngạc nhiên vì số lượng Hội Thánh cũng như là chức vụ đã tình nguyện đóng góp vào cũng như là dự phần để được huấn luyện. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại cũng như những nhu cầu trước mắt thì chúng ta thấy rằng chính những Cơ Đốc Nhân lâu năm ở trong Chúa và khi thấy cái sự xáo trộn của sinh hoạt của Hội Thánh để lại một cái khoảng trống rất là lớn cần phải giải quyết.
Và nếu chúng ta là những người có Chúa, đã tin Chúa, mà chúng ta còn hụt hẫng, chúng ta còn gặp những sự khó khăn khi chúng ta không thể nhóm lại với Hội Thánh một cách thường xuyên, thì chúng ta thấy những người không có Chúa mà họ trải qua những ngày dịch lệ cũng như là tiếng đồn về chiến tranh cũng như chiến tranh đang đe dọa, thì chúng ta thấy cái nhu cầu cần có một cộng đồng niềm tin để có thể nhóm lại nó càng lớn chừng nào. Cho nên Hội Thánh của Chúa đang ráo riết trang bị, khích lệ và có những kế hoạch để chúng ta sẽ đón tiếp khách một cách tốt đẹp. Họ cho trong những ngày sắp đến, khi lời tiên tri rằng sẽ có một mùa thu hoạch lớn xảy ra, thì Hội Thánh của Chúa khắp nơi trên nước Mỹ này có thể hoan nghênh và chào đón nhiều người đến với Chúa cũng như gia nhập vào trong Hội Thánh của Chúa. Và chúng tôi cũng trang bị điều này cho chính mình, cho tổ chức của Hội Thánh ở trong những ngày sắp đến, để chúng ta sẽ khởi động trở lại tất cả các ban ngành ở trong Hội Thánh để sinh hoạt một cách sống động như trước khi dịch lệ xảy ra, cũng như là mạnh mẽ càng hơn nữa. Bởi vì chúng ta là những người đã được Chúa Ngài cho chúng ta biết và thấy được điều này, cho nên chúng ta phải là những người cấp tiến ở trong sự sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta bỏ những cái thường lệ, những cái của truyền thống, mà chúng ta đến với Chúa, với lời của Ngài, để chúng ta xem những gì mà lời của Chúa đã kế hoạch cho chúng ta, để mà Hội Thánh có thể sinh hoạt một cách sống động đầy ơn của Chúa và phát triển như lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong Công vụ chương 2 câu số 47: ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người, mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Và làm sao để chúng ta có thể bỏ những cái thường lệ và truyền thống công việc của chúng ta? Đó là trước nhất chúng ta phải có một cái tinh thần, đó là chúng ta không thỏa lòng với những thường lệ và truyền thống. Trước nhất phải xảy ra trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta không thỏa lòng với những điều mà chúng ta thấy rằng như thường lệ, cứ mỗi Chủ nhật như những Chủ nhật khác. Hay là cuộc đời của chúng ta thì chúng ta thấy mỗi ngày thì nó trải qua một cách thường lệ. Và chúng ta có thể đi nhóm lại một cách rất là truyền thống. Thì anh chị em, nếu chúng ta tiếp tục sống như vậy, thì chúng ta không biết là dịch lệ kế tiếp khi nó xảy ra, có bao nhiêu người nữa sẽ ngã, hay là chính chúng ta có đứng vững được hay không. Cho nên phần của chúng ta phải trang bị, phải quyết tâm là chúng ta xây dựng đời sống của chúng ta một cách chắc chắn và mạnh mẽ, để chúng ta có thể tấn tới trong ơn của Chúa. Và các thứ ơn mà Chúa Ngài ban cho, chúng ta có thể có sức, có ơn của Ngài và có một thứ sự yểm trợ của cộng đồng niềm tin, để chúng ta đem tin lành của Chúa đến cho những người lân cận của chúng ta, cũng như chăm sóc những người mà Chúa Ngài cho được cứu vào trong Hội Thánh của Chúa. Để chúng ta có thể trở nên một cơ đốc nhân cấp tiến, thì chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa và sống đúng theo lời của Chúa, không thỏa lòng với truyền thống của con người. Roma chương 12 câu số 2 chép: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cảm ơn Chúa. Là cơ đốc nhân cấp tiến thì chúng ta phải là những người sống khác biệt với thế gian. Chúng ta không bị thế tục, chúng ta không bị thế gian hóa, mà chúng ta là những người đem cái sức ảnh hưởng mà Chúa Ngài đã đặt ở trong đời sống của chúng ta là muối của đất, là muối mặn của đất, là ánh sáng của thế gian, để chúng ta ảnh hưởng vào ở trong thế gian này thay vì để thế gian ảnh hưởng chúng ta. Anh chị em nhớ điều đó. Khi cái sức mạnh của chúng ta, sức mạnh của muối và ánh sáng mà không mạnh đủ thì chúng ta không thể tràn lấn ra, nhưng mà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Bóng tối sẽ ảnh hưởng nếu đèn của chúng ta không tỏa sáng. Sự băng hoại của thế giới sẽ ảnh hưởng nếu chúng ta không làm muối mặn của đất. Và nếu chúng ta mất chất mặn đi thì muối của cuộc đời của chúng ta không còn sử dụng được gì hết. Mà Chúa Giê-xu nói rằng người ta phải bỏ xuống đất và người ta dài đạp ở trên. Nguyện xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ trở nên những người đầy quyền năng của Chúa, sự sống mạnh mẽ trong Chúa, như là muối thật mặn. Cảm ơn Chúa. Và như là một cái đèn được Chúa Ngài thắp sáng, tim đèn được khơi và chúng ta cháy một cách mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Người cấp tiến là người tách rời khỏi những thường lệ của truyền thống. Tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một chữ nữa, đó là chữ truyền thống ở tại đây. Truyền thống, thoạt đầu nó là giải pháp của một cộng đồng. Khi họ đối diện với một vấn đề, họ ngồi lại, tìm một cái giải pháp, rồi thực hiện và thấy có kết quả. Và người ta lặp đi lặp lại nhiều lần, đến một lúc thì nó trở nên truyền thống. Và các thế hệ sau có thể
là không biết lý do tại sao mình làm như vậy nữa. Truyền thống. Có câu chuyện kể có một người có một đời sống cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Nhưng mà mỗi lần ông cầu nguyện thì ông có một con mèo hay làm phiền ông. Cho nên ông cột con mèo vào ở trong cái chân giường trong lúc ông cầu nguyện. Thì ông sống nhiều ngày như vậy. Ông trước khi cầu nguyện, ông cột con mèo vào ở trong chân giường rồi ông cầu nguyện. Ông thấy việc này nó kết quả. Thì giờ của ông không bị làm phiền bởi con mèo của mình. Nhưng rồi một ngày kia thì người ta lại thấy một cái cảnh là con trai của ông. Nó cột con mèo vào ở trong chân giường mà nó không làm gì hết. Người ta hỏi gì chứ, tại sao cột mèo vào trong chân giường? Thì trả lời là bởi vì tôi đã cột mèo vào trong chân giường. Mục đích là làm gì? Cha thế hệ trước thì để có thể cầu nguyện mà không bị làm phiền. Nhưng mà đó nó trở nên cái truyền thống mà người con nhìn thấy, đó là công việc của mình chỉ cần cột con mèo vào trong chân giường mà thôi. Và chị em rất dễ để chúng ta bị rơi vào trong tình trạng đó. Chúng ta làm một cách như thói quen và chúng ta quên đi cái mục đích ban đầu tại sao chúng ta làm công việc đó. Truyền thống nó có thể được giữ nếu nó không đi ngược lại với Kinh Thánh. Nhưng mà truyền thống mà nó ngăn trở và đi ngược với Kinh Thánh thì chúng ta cần phải bỏ. Bởi vì thà chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta trở lại với Kinh Thánh thì chúng ta mới có thể sống được cái sự sống mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Để cấp tiến, chúng ta cần đổi mới tâm trạng cầu nguyện. Hỏi cầu nguyện ở trong Công vụ chương 4 câu 23 đến 24, khi đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng mọi vật ở trong đó. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng họ cất tiếng lên cầu nguyện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa đang nhóm lại. Và khi Phi-rơ và Giăng được toàn trọng lượng thả họ, thì họ trở về đến gặp hội thánh trong cái thời giờ mà hội thánh cầu nguyện. Như vậy chúng ta thấy rằng hội thánh có một cái sinh hoạt cầu nguyện rất là thường xuyên và đều đặn. Cho nên khi thả ra thì hai ông biết phải đi đến đâu. Và khi đến nơi, ông thuật lại thì chúng ta thấy rằng mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu nguyện Đức Chúa Trời. Họ biết cầu nguyện là chìa khóa Chúa giúp để có thể kinh nghiệm được sự can thiệp của Chúa vào ở trong đời sống của họ. Và Công vụ chương 12 câu 5 và câu số 12, vậy Phi-rơ bị cầm ở trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Câu số 12, người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Một lần nữa chúng ta thấy ở tại đây, hội thánh được bắt gặp ở trong cái chỗ đang nhóm lại cầu nguyện ở nhà của Mary mẹ của Giăng. Như vậy chúng ta thấy thật là phước hạnh để chúng ta học theo gương của hội thánh đầu tiên ở trong tinh thần cầu nguyện. Ít nhất là 3 lần một ngày. Sứ đồ Phao-lô thì dạy là cầu nguyện không thôi, tức là chúng ta phải luôn ở trong tinh thần cầu nguyện. Nhưng mà ít nhất chúng ta dành riêng ở trong ngày của chúng ta. Ở trong Công vụ chương 3 thì chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng lên đền thờ cầu nguyện vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ trưa. Như vậy hội thánh đầu tiên cầu nguyện và thường xuyên cũng như là nhiều lần ở trong ngày. Rồi chúng ta thấy hội thánh đã nhóm lại ở trong sự cầu nguyện khi có nhu cầu. Như vậy là hội thánh của Chúa thường xuyên cầu nguyện, rồi khi có nhu cầu họ lại nhóm lại và cầu nguyện, gia tăng thêm thì giờ ở trong sự cầu nguyện của họ. Thứ hai, chúng ta thấy rằng trung tín cầu nguyện trước các buổi nhóm lại, các giờ nhóm lại. Thi Thiên 55 câu 17 chép: Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. Cấp tiến ở trong đời sống cầu nguyện cá nhân thì chúng ta thấy nó hơn là chúng ta chỉ có cảm ơn Chúa cho bữa ăn, mà là buổi chiều, buổi sáng và ban trưa. Chi Thiên 55 câu 17: Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ắt sẽ nghe tiếng của tôi. Anh chị em, để chúng ta có thể tiến bộ, để chúng ta có thể kinh nghiệm được những điều mới thì chúng ta cần phải có những sinh hoạt mới hơn là những gì chúng ta đã từng quen trước đây. Đây là điều mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta chuẩn bị. Như một người tập thể dục thể hình thì chúng ta thấy rằng muốn cho thân thể của mình, bắp thịt của mình nảy nở thì người ta phải thường xuyên để đi tập. Bắp thịt thuộc linh của chúng ta cũng vậy, phải được sử dụng. Bắp thịt của cầu nguyện của chúng ta cũng vậy, phải được sử dụng. Bắp thịt của sự kiêng ăn cũng phải được sử dụng
để rồi chúng ta thấy rằng nó sẽ có một sức dẻo dai hơn, cũng như là sinh hoạt của chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ thực hiện điều này, bởi vì nhu cầu của chúng ta rất lớn. Anh chị em, lời của Chúa báo trước cho chúng ta còn những việc nữa sẽ xảy ra trước ngày Đức Chúa Jesus Christ ngày tái lâm. Những việc này liên quan đến đời sống tâm linh của chúng ta rất nhiều, đó là sự trung tín của chúng ta trong việc cầu nguyện, nhóm lại ở trong ơn của Chúa. Đây là một cái sinh hoạt không thể thiếu ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì kẻ thù của chúng ta như sư tử rống đang rình mò đó, thì luôn luôn tìm những con lẻ bầy, tìm những con không có sức, yếu mọn, mà đi ở phía sau và không cùng một nhịp với lại những con còn lại ở trong bầy. Thì đó là con mồi ngon cho sư tử khi nó rình mà nó muốn bắt những con chim. Thì anh chị em, chúng ta cần phải có một đời sống mạnh mẽ, tương giao cầu nguyện với Chúa và nhóm lại với hội thánh của Chúa một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Trước khi chúng ta về nhà của Chúa, thì ở trong những ngày trong tuần của chúng ta, thì giờ cầu nguyện riêng tư của chúng ta với Chúa phải là một đời sống cầu nguyện thường xuyên và mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Rồi chúng ta đến nhà của Chúa để chúng ta có thể trân quý và nhận được phước hạnh của Chúa một cách tối đa. Tôi khuyến khích anh chị em ở trong những ngày này là chúng ta sẽ đến nhà thờ sớm hơn, có thể 10-15 phút để chúng ta đi vào và chúng ta cầu nguyện cho buổi nhóm lại của chúng ta. Có một nguyên tắc ở trong cuộc sống, cái gì chúng ta đầu tư vào thì chúng ta sẽ nhận được kết quả. Khi chúng ta đầu tư vào và chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước, Ngài hướng dẫn, gìn giữ, bảo vệ các anh chị em khác của chúng ta sẽ đến nhà của Chúa một cách an toàn. Chúa ban ơn trên buổi nhóm lại, đầy ơn của Chúa, và chúng ta cầu xin Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong buổi nhóm lại. Thì chúng ta sẽ thấy cái buổi nhóm đó chúng ta sẽ hưởng được phước của Chúa một cách tối đa vì lòng của chúng ta có sự chuẩn bị. Thứ ba, chúng ta cần quyết tâm sống không chỗ trách được. Philip chương 2 câu 14-15 lời của Chúa chép: phạm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Nơi giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian. Đây là một sự tỏ rạng ánh sáng đạo đức, ánh sáng thuộc linh giữa thế gian mờ tối này. Anh chị em, chúng ta cần thấy điều này một cách mạnh mẽ càng hơn trong những ngày sắp đến. Ở trong đời sống của chúng ta có một sự tỏa sáng ra, chúng ta phải có một đời sống mà chúng ta thấy ở đây không chỗ trách được. Bắt đầu bằng việc khi chúng ta làm bất cứ việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Xin Chúa cho để chúng ta dứt khoát, chúng ta hết lòng, chúng ta làm công việc của Chúa. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Và chúng ta để ý đến tại đây, khi chúng ta sống một đời sống như vậy đó, thì ở giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo của sự sống. Và cái hiệu quả của đời sống không vít, không tì, không chỗ trách được đó, chúng ta chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian này. Cảm ơn Chúa. Thế giới xã hội càng tối chừng nào thì cần có những ngọn đuốc sáng chừng đó. Nhìn chung quanh chúng ta thấy điều đó. Tội ác mỗi một ngày một thêm nhiều. Đời sống của con người chúng ta gặp nhiều cái sự khó khăn và thế giới của chúng ta đang rất đen tối. Và chúng ta cần làm những ngọn đuốc mà Chúa Ngài ban cho chúng ta sự sống, sức sống từ nơi Chúa ban cho. Chúng ta sống một đời sống liên lạc với Chúa trong sự cầu nguyện, gần gũi với lời của Chúa để nuôi dưỡng, thông công với các anh chị em ở trong hội thánh một cách mạnh mẽ, để lửa của ngọn đuốc của chúng ta cháy mà cháy sáng, để chúng ta có thể tỏa soi ở giữa thế gian mờ tối này. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta quyết tâm sống không chỗ trách được. Để anh chị em, ngày Chúa trở lại càng gần chừng nào, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta nghênh đón Chúa. Điều đó không thể, sự trở lại của Chúa không thể là việc xảy ra làm bất ngờ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta là con của sự sáng, chúng ta biết lời của Chúa đã báo trước cho chúng ta rồi. Chúng ta không định ngày Chúa Ngài trở lại, nhưng mà chúng ta biết cái thời kỳ và những cái sự diễn ra ở trên thế giới chúng ta ngày hôm nay, nó như là dấu báo hiệu của sự trở lại của Chúa. Và chúng ta thấy rất là dễ để bất cứ lúc nào chiến tranh và thế chiến thứ ba có thể nổ ra. Sự hăm dọa của Putin, của nước Nga về vấn đề sử dụng
vũ khí hạt nhân. Thì chúng ta thấy rằng là một cái lời hăm dọa mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lời của Chúa trong Sách-a-ri chương 14 cho chúng ta biết, trước ngày chân của Đức Chúa Jesus Christ chạm trên đỉnh núi Olive, thì chúng ta sẽ thấy có một cái chiến tranh xảy ra mà người ta thấy khóe mắt, trong mắt được mục ra ở trong khóe mắt của con người. Lưỡi cũng mục ra, tan rã ra. Thì đây là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng đó có thể là hậu quả của chiến tranh hạt nhân. Đây là việc mà chúng ta thấy rằng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là cái người hăm dọa đó, theo như nhận định của thế giới, có thể là một người mà bây giờ tinh thần không có được ổn. Mà khi người ta làm một cái quyết định quan trọng như vậy trong một trạng thái mà tinh thần không được ổn, thì chúng ta thấy rằng cái hiểm họa của chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà các nước thuộc về NATO cũng như là các nước có bom nguyên tử sẽ không ngồi yên để cho việc này xảy ra. Vấn đề là ai bấm nút trước. Như vậy chúng ta thấy những cái việc này ngày xưa nó còn xa xa, nhưng mà mỗi một ngày chúng ta thấy rằng nó gần hơn, báo cho chúng ta biết rằng khó khăn ở trong những ngày sắp đến có thể xảy ra đó là những khó khăn rất lớn. Và lúc bây giờ lòng của chúng ta nếu không có sự chuẩn bị và vững vàng, chúng ta có thể rơi vào trong tình trạng bội đạo như lời của Chúa đã báo trước cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ trong những ngày này, phải trở nên những cơ đốc nhân cấp tiến, vững vàng, để chúng ta có thể đối diện với những nghịch cảnh cũng như những điều mà Kinh Thánh đã báo trước cho chúng ta. Anh chị em, đáng lý ra chúng ta phải chuẩn bị luôn luôn, bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào. Ngài có thể trở lại một cách thinh linh. Công việc của chúng ta là chúng ta cần phải có một tinh thần đón chờ sự trở lại của Chúa. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài thổi kèn để triệu tập tất cả những người được cứu. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có sẵn sàng khi tiếng kèn trỗi lên hay không? Mà chuẩn bị để sẵn sàng là bây giờ chứ không phải chờ đến lúc đó. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Chúng ta mạnh mẽ, bận rộn trong việc cứu người, với một đời sống mạnh mẽ bùng cháy cho Chúa. Tôi tin rằng đó là cái cách tốt nhất để chúng ta đứng vững và kết quả cho Chúa. Vì những ngày cuối rốt này, chúng ta biết rằng sự khó khăn mỗi ngày một nhiều hơn, mà nó có thể đến một cách thình lình. Vì chúng ta thấy hội thánh của Chúa ở tại xứ Ukraine, chiến tranh xảy ra, họ bị giới hạn trong vấn đề nhóm lại. Và cảm ơn Chúa, cái tinh thần của những người mạnh mẽ đã chuẩn bị, họ nhóm lại những nơi bí mật, họ ngợi khen, họ thờ phượng Chúa. Và khi trên đầu của họ bom đạn đang nổ, họ vẫn ở trong tinh thần ngợi khen thờ phượng Chúa. Vì họ biết rằng họ chuẩn bị sẵn sàng để nếu ngày giờ của họ trên đất này hết, thì họ sẵn sàng để gặp Chúa. Và anh chị em, đó là điều mà chúng ta thấy một cái gương sáng cho chúng ta trong những ngày qua. Và cũng nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho đời sống của chúng ta. Đảm bảo mình được cứu, đảm bảo mình trên đường được Chúa Ngài tiếp rước mình lên, thì mình có thể mang theo nhiều người cùng được cứu vào trong vương quốc của Chúa qua việc mạnh mẽ sống đạo và giảng đạo của Chúa cho những người chung quanh của chúng ta. Thứ tư là chúng ta cần phải sẵn sàng cải cách một cách triệt để những công tác của đời sống thuộc linh của chúng ta. Công vụ chương 8 câu 29-30 lời của Chúa chép, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Đây là một cái sự cải cách mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. Có thể trước đây anh chị em lần lửa, mỗi lần chúng ta nghe một cái sự hướng dẫn nào đó từ nơi Chúa thì chúng ta nói rằng mình còn có thì giờ. Nhưng anh chị em hãy tập sống ở trong thái độ mà chấp sự Philip đã có tại đây. Khi Đức Thánh Linh phán Philip rằng hãy lại gần và theo kịp xe đó. Đây là một hình ảnh mà chúng ta thấy rằng ông là người đi ở trên đất, trong khi quảng quan người Ethiopia thì ngồi trên xe ngựa. Phải có một cái nỗ lực chạy và theo kịp chiếc xe đó. Rồi câu 30 cho chúng ta thấy hình ảnh Philip chạy đến. Trong lúc ông chạy và theo kịp xe, như Chúa Ngài bảo, cái lúc ông chạy đến, thì bây giờ ông mới nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai, thì ông đã
cấp tiến ở trong sự truyền giáo của mình bằng cách ông hỏi quảng quang này, ông có hiểu lời mình đọc đó chăng? Xin Chúa Ngài giúp đỡ đi, chúng ta sẽ có một quyết tâm cải cách triệt để trong việc vâng theo tiếng của Chúa. Bên chị em, người quảng quang này được cứu cũng ảnh hưởng rất xa, và ông có thể trở về quê hương và đem tin lành của Chúa đến cho những người khác. Sự vâng lời của Philip tại đây, chúng ta thấy rằng có một cái tiềm năng của ảnh hưởng rất là lớn ở trong ơn của Chúa. Sáng hôm nay tôi nghe một lời làm chứng của một vị mục sư. Trước khi được cứu, anh là một người ca sĩ, một cái loại nhạc mà chúng ta thấy rằng ở trong những cái chỗ của ba rượu, những cái chỗ mà chúng ta thấy rằng người ta hát để giúp vui cho đời. Một ngày kia anh mệt mỏi với cuộc sống của mình. Anh ngửa mắt lên, anh cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng nếu Ngài là thật, xin bày tỏ cho con biết đó là con phải theo niềm tin nào. Xin Chúa chỉ cho. Tin vào ai? Xin Chúa chỉ cho. Nếu nói rằng lạ lùng là 30 giây sau, ông giao cái sân khấu lại cho em gái của mình để tiếp tục trình diễn. Ông bước ra thì gặp một người và đến nói với ông rằng Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của tôi để nói với anh rằng hãy tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Anh ngạc nhiên mà nói rằng ô thật là tuyệt vời, mới 30 giây trước đó tôi cầu nguyện xin Chúa bày tỏ chính mình Ngài và biết con đường nào tôi phải theo. Thì bây giờ có một cái sứ điệp rất là rõ ràng là phải tin Đức Chúa Giêsu để được cứu. Ngạc nhiên, sửng sốt và nói với người đó anh nói cái gì? Người này lặp lại, người con gái của Chúa lặp lại. Anh cảm ơn Chúa là người này trình bày cho anh về sự cứu rỗi. Anh tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Sáng hôm sau, anh đi nhà thờ. Anh bước vào ở trong nhà thờ được một phụ nữ tiếp đón ở trong ban tiếp tân của Hội Thánh, làm cho anh cảm thấy mình như là người nhà của Hội Thánh đó. Mặc dù quần áo của anh vẫn là quần áo còn rất đời, nhưng cảm nhận được tình thương ở trong Hội Thánh đó. Và điều tuyệt vời mà anh nói đó là 4 năm sau thì anh trở nên một sư trưởng của Hội Thánh mà anh đi nhóm lại lần đầu tiên ngay sau ngày đầu tiên anh được cứu. Ông kết luận đó rằng cái người khách kế tiếp bước vào cửa của Hội Thánh của bạn có thể sẽ là một sự tương lai của Hội Thánh của bạn đó. Vì Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch của Ngài để cứu và sử dụng người trong ơn của Chúa. Cho anh chị em vâng lời Chúa, vâng lời một cách tuyệt đối. Như Philip tại đây sẵn lòng chạy theo kịp xe ngựa. Như Phi-rơ sẵn sàng bước ra khỏi thuyền khi nghe Chúa bảo ông hãy đến. Như Phao-lô sẵn sàng làm điều hoàn toàn mới khi ông đáp lại tiếng gọi Macedon để đem tin lành của Chúa sang Âu Châu. Như chấp sự Philip sẵn sàng mở đầu câu chuyện để chia sẻ lời của Chúa cho người lạ đang ngồi ở trên xe. Anh chị em, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cải cách triệt để cái cách mà chúng ta học về Chúa. Không lưỡng lự, không phàn nàn, nhưng mà chắc chắn với sự vâng lời của chúng ta mà chúng ta đã hứa nguyện trước mặt Chúa, tin cậy và vâng lời. Chúa bảo sao hãy làm như vậy. Và chúng ta để cái kết quả còn lại cho Chúa. Biết đâu chừng cái người kế tiếp mà anh chị em làm chứng sẽ trở nên một người mục sư được Chúa Ngài ban đầy ơn. Cái người mà chúng ta tiếp xúc ở trong ngày hôm nay, mai sau có thể bởi chúng ta hướng dẫn tin Chúa đó là trở nên một nhà truyền giáo được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao. Chúng ta không biết, phần việc của chúng ta cứ vâng lời. Vâng lời một cách triệt để. Rồi phần kết quả chúng ta giao ở trong tay của Chúa. Thứ năm, chúng ta cần quyết tâm để tham dự tất cả các buổi nhóm của Hội Thánh. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì lời của Chúa cho chúng ta thấy tới đây nó rất là xứng hiệp với thời điểm mà chúng ta đang sống trên đất này. Hebreo chương 10 câu 25. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Mấy câu này cho chúng ta thấy đó là chúng ta chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Như vậy ở trong thời của tác giả của thư Hebrew này, và chúng tôi tin rằng đó là Phao-lô, thì đã có hiện tượng có những người bỏ qua sự nhóm lại. Và bỏ qua một lúc thì nó trở thành thói quen. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Có một cái nhu cầu mà chúng ta khi gặp các anh chị em của chúng ta ở trong Chúa
thì chúng ta thấy rằng mục sư có thể khuyên bảo bằng lời của Chúa. Nhưng anh chị em trong cùng niềm tin, trong sự nhóm lại, chúng ta khuyên bảo nhau, chúng ta khích lệ nhau, chúng ta động viên tinh thần của nhau để chúng ta bước đi trong ơn của Chúa. Và đó là điều mà Chúa Ngài đã dành cho hội thánh. Sự nhóm lại của hội thánh của Chúa, sự bày tỏ ra của các ân tứ quyền năng của Đức Thánh Linh hầu cho ai nấy được lợi ích chung. Cho nên cho em chúng ta hãy thực hiện điều này. Phần của chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Và chúng ta phải khuyên bảo nhau. Chúng ta bỏ cái tiêu cực, bỏ cái việc mà chúng ta thấy rằng có một số người đã quen làm. Nhưng mà phải khuyên bảo nhau. Và chúng ta để ý đến, hãy chúng ta thấy Ngài ấy, tức là Ngài Chúa, Ngài trở lại hậu gần đó, thì chúng ta càng phải làm như vậy chừng ấy. Cơn đại dịch vừa qua, ở tại Hoa Kỳ này cũng như tại Việt Nam và Âu Châu, chúng ta thấy cái nhu cầu đó. Khi chúng ta không nhóm nhau lại được với anh em, chúng ta thấy một cái sự mất mát, một cái thiếu thốn. Mặc dù con người của chúng ta là những con người rất dễ để biến mọi thứ thành thói quen. Nhưng chúng ta nhớ những ngày đó, chúng ta thấy mình cần gặp anh em của mình. Để những sinh hoạt mà mình đã thường xuyên làm, đó là khích lệ, động viên tinh thần với nhau. Và chính mình cũng có thể nhận được sự khích lệ của các anh chị em của mình. Rồi chúng ta nhớ những mẫu chuyện mà chúng ta ngồi lại chia sẻ về các ơn lành phép lạ của Chúa để chúng ta được động viên và khích lệ. Thì chúng ta nhớ đến những cái giây phút đó. Để anh chị em, bây giờ chúng ta có cơ hội để chúng ta sinh hoạt trở lại một cách thường xuyên rồi. Hãy mạnh mẽ, đừng để cho những cái điều mà chúng ta đã quen ở trong cái thời gian giãn cách nó làm cho chúng ta nguội lạnh. Nhưng mà chúng ta hãy xích gần lại với anh em của mình. Hình ảnh mà tôi thường chia sẻ với anh chị em đó là cái bếp than. Khi chúng ta thấy những cái viên than cháy đỏ, những viên than hồng ở trong cái bếp, thì chúng ta thấy rằng họ chia sức nóng cho nhau và giữ cho nhau tiếp tục cháy. Nhưng mà có một hòn than được gấp bỏ ra bên ngoài thì chúng ta thấy không bao lâu hòn than nó sẽ tắt. Nó không còn đỏ hồng nhưng mà nó sẽ trở nên màu đen xấu xí. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy xích gần lại với hội thánh, nhóm lại. Đừng bỏ qua sự nhóm lại nhưng mà quyết tâm tham dự tất cả các buổi nhóm của hội thánh. Vì mỗi buổi nhóm đều có một cái mục đích. Mà hội thánh của Chúa có thể lập, có thể thiết kế buổi nhóm đó để đem lại lợi ích cho đời sống của chúng ta. Nhóm lại thờ phượng Chúa ở trong ngày Chủ nhật. Nhóm lại cầu nguyện trong buổi cầu nguyện. Nhóm lại để học lời của Chúa ở trong các nhóm nhỏ. Hãy nhóm lại. Khi nào hội thánh của Chúa có những buổi nhóm, chúng ta có thể đến được, hãy đến. Bởi vì nó lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta cần đem ân tứ, khả năng, phước hạnh mà Chúa nhà cho chúng ta, đem chúng ta góp phần vào trong buổi nhóm. Như sứ đồ Phaolô nói với hội thánh của Chúa tại thành Roma, tôi mong để có thể đến, hầu có thể thông công về các thứ ơn của Chúa với anh em. Để anh em được gây dựng và tôi cũng có thể gây dựng anh em. Đây là một cái ước mơ mà sứ đồ Phaolô nói đến. Xin Chúa cho chúng ta cũng sẽ có ước mơ đó. Mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, là chúng ta là những người đóng góp vào, chứ không phải là những người phá hoại. Chúng ta đem những gì Chúa nhà ban cho, những kinh nghiệm phước hạnh mà chúng ta học hỏi được từ nơi lời của Chúa, những kinh nghiệm chúng ta kinh nghiệm được Chúa ở trong tuần. Chúng ta gặp gỡ các anh chị em, chúng ta lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng, đối đáp, khuyên bảo nhau, và chúng ta làm công việc mà Chúa nhà đã định. Để hội thánh của Chúa mỗi lần nhóm nhau lại, sự có mặt của chúng ta thêm lửa, sự có mặt của chúng ta là một sự đóng góp tốt đẹp, để cho chúng ta có thể gây dựng, nâng đỡ nhau trong ơn của Chúa. Nhớ một lần nữa tôi nhắc anh chị em, Chúa Giêsu bảo, khi tội lỗi thêm nhiều, thì lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ trở nên nguội lạnh. Tôi tin rằng hơn bao giờ hết, tội lỗi chung quanh của chúng ta đang thêm nhiều. Công việc của chúng ta là hãy mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa để chúng ta không rơi vào trong tình trạng nguội lạnh. Để tránh việc nguội lạnh, chúng ta cần giữ sự nhóm lại thường xuyên. Càng thấy Ngài Chúa trở lại càng gần chừng nào thì càng sốt sắng nhóm lại chừng đó. Đó là một cơ đốc nhân cấp tiến. Điều thứ sáu đó là sẵn sàng một cách cấp tiến để chia sẻ niềm tin. Anh chị em rất là nhiều người, họ đang cần nghe về niềm hy vọng của chúng ta. Và chúng ta cần phải sẵn sàng để trả lời cho họ về sự trông cậy của chúng ta. Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 15 chép, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh ở trong lòng của mình. Hãy thường thường sẵn sàng
để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Lời của Chúa bảo chúng ta ở tại đây đó là hãy thường thường hay là thường xuyên sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em. Cảm ơn Chúa. Những mẩu chuyện liên quan đến niềm tin ngày hôm nay xảy ra rất là thường. Nhu cầu của con người của chúng ta cần biết về tương lai của mình. Vì tiếng đồn về chiến tranh và những hình ảnh của chiến tranh xảy ra và người ta nhìn thấy ở trên các kênh truyền hình về trận chiến đang diễn ra ở tại Ukraine. Rồi những hình ảnh của những sự khó khăn liên quan đến dịch lệ, rồi lạm phát, nhiều điều bấp bênh xảy ra trong cuộc sống. Trên con người đang ở trong một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng người ta đang đi tìm một niềm trông cậy, một niềm hy vọng. Phần của chúng ta là những người đã nếm trải ơn của Chúa, thì hãy chuẩn bị như lời của Chúa bảo chúng ta, hãy tôn Đấng Christ là Chúa và Thánh ở trong lòng của mình. Đó là việc chúng ta phải chuẩn bị. Rồi để chúng ta có thể cho ra, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của trong anh em. Nhưng mà thái độ của chúng ta khi chúng ta trả lời về những cái sự trông cậy ở trong chúng ta, thì chúng ta phải trả lời và phải nói với một cái thái độ hiền hòa và kính sợ. Chúng ta không xem thường những người khác, nhưng mà chúng ta phải hiền hòa. Nhớ anh chị em, tôi đã chia sẻ và nhắc nhở anh chị em, đó là người ta phải biết chúng ta quan tâm đến họ trước khi họ quan tâm đến những gì chúng ta chia sẻ. Một cái nhu cầu khác cũng rất là quan trọng không kém. Người ta phải tiếp nhận được sứ giả trước khi họ tiếp nhận sứ điệp của chúng ta. Cho nên hãy hiền hòa và kính sợ như lời của Chúa đã dạy chúng ta. Cam kết với Chúa mỗi ngày, cho con ít nhất là gặp gỡ một vài người để con có thể chia sẻ về niềm tin cho họ. Đức Chúa Trời, Ngài rất muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Và Thánh Linh của Chúa, Ngài có thể đến để kêu gọi Philip rời một cái cơn phấn hưng đang kết quả ở tại thành Samari, để đi vào trong đồng vắng để tìm gặp một người thôi, một người đang ngồi trên xe ngựa, để gặp gỡ con người này và giúp đỡ con người này kinh nghiệm sự cứu rỗi. Thánh Linh của Chúa, Ngài cũng sẽ sắp đặt những cuộc hẹn thiên thượng cho chúng ta. Hãy cầu nguyện với tấm lòng sẵn sàng. Lạy Chúa, con sẵn sàng nói, xin giúp đỡ để con có thể gặp những người sẵn sàng nghe, để tin lành của Chúa có thể được rao giảng ra trong ơn của Chúa. Rồi xin Chúa mở đường cho chúng ta, mỗi ngày chúng ta có thể chạm đến một cuộc đời nào đó qua cuộc sống của chúng ta, qua lời làm chứng của chúng ta, qua việc chúng ta sẵn sàng để trả lời những người hỏi lẽ về sự trông cậy trong chúng ta. Họ có thể thắc mắc, bạn bè có thể thắc mắc là cuối tuần anh chị làm gì, thì chúng ta có một cơ hội rất lớn để trả lời với họ. Chúng ta đi thờ phượng Chúa. Người ta có thể hỏi tại sao đi nhà thờ mỗi tuần. Chúng ta sẽ trả lời cho họ, bày tỏ cái lòng trông cậy của chúng ta ở trong ơn của Chúa, cũng như là chúng ta là người biết ơn Chúa về sự cứu rỗi mà Chúa Ngài đã cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta đi và hầu việc Chúa, phụng sự Chúa trong sự thờ phượng nhóm lại với hội thánh của Chúa. Người ta có thể đặt câu hỏi với chúng ta, đó là chúng tôi thấy sinh hoạt của gia đình của anh chị có những cái nét gì nó rất là đặc biệt, nó khác hơn những người khác. Chuyện gì xảy ra? Anh chị lối sống như thế nào mà nó có cái gì đó lạ lạ, khác khác với những người lân cận? Đó là cơ hội rất quý để chúng ta nắm bắt. Bước qua cánh cửa cơ hội này, chúng ta trả lời cho họ biết về niềm tin của chúng ta trong Chúa. Chúng tôi trước đây cuộc sống như thế này, như thế này. Nhưng mà nay chúng tôi sống hạnh phúc, phước hạnh trong sự vui mừng. Bởi vì tôi đã được cứu ở trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta làm chứng thế nào mình gặp Chúa và chia sẻ với họ cái kinh nghiệm gặp Chúa của mình để làm một nhân chứng mà họ đang cần được chúng ta làm chứng cho họ. Họ đã nghi, họ đã nhìn đời sống của chúng ta, họ có những nghi vấn. Bây giờ công việc của chúng ta là giải thích cho họ biết tại sao đời sống của chúng ta có sự khác biệt. Khi lạm phát, khi giá xăng dầu đang lên cao, giá thực phẩm mỗi ngày một lên cao, lạm phát như vậy, mọi người đang lo sợ. Sao thấy anh chị bình an vậy? Đó là cánh cửa khác của cơ hội chúng ta có thể làm chứng cho họ. Và anh chị em hãy để ý về những câu hỏi, những thắc mắc của những người lân cận của chúng ta, và hãy sẵn sàng như lời của Chúa nói, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em. Nếu anh chị em trong những ngày qua đã
bày tỏ lòng tin và sự sống của chúng ta tràn đầy đức tin nơi Chúa suốt ở trong những ngày của dịch bệnh. Thì bây giờ cũng là cớ để chúng ta có thể nói cho những người lân cận của chúng ta biết có Chúa trong đời sống đã đem lại sự bình an cho chúng ta như thế nào. Đó là điều mà nhiều người cũng cần nghe. Hãy sẵn sàng, thường thường, sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em, xong phải hiền hòa và kính sợ. Xin Chúa ban phước chúng ta tóm lược lại những điều mà chúng ta được nhắc nhở trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất, hãy quyết tâm cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Sáng sớm chúng ta thức dậy, có thể trưa 1 lần nữa, và trước khi đi ngủ hay là buổi chiều, buổi tối, chúng ta có thêm 1 giờ nữa để chúng ta cầu nguyện. Không cần phải nhiều, không phải dài, chỉ là 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà luôn luôn có một cái sự liên lạc với Chúa, để chúng ta như sạc pin đó, để chúng ta không bị tình trạng như điện thoại di động của chúng ta nó phải ngưng hoạt động vì hết pin. Nhưng mà phải kết nối với Chúa, phải liên lạc với Ngài để nhận sức mới, để nhận sự hướng dẫn, để nhận sự chỉ thị từ thiên đàng cho lời phải nói, việc phải làm như chúng ta đã học ở trong loạt bài trước. Chỉ có những giây phút chúng ta bình tâm, tương giao, lắng nghe Chúa Ngài phán dạy thì chúng ta mới dễ dàng để đón nhận sự chỉ dẫn từ nơi Chúa. Như Thầy của chúng ta là Đức Chúa Giêsu đã làm, mỗi buổi sáng Ngài đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúa cầu nguyện, Chúa cầu nguyện, Chúa trở lại với nguồn của sự sức giàu của mình và cầu nguyện để được trang bị. Thứ hai, chúng ta cần trung tín cầu nguyện trước các buổi nhóm. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ làm công việc này cho Hội Thánh trước khi chúng ta cùng nhóm lại với Hội Thánh. Trên đường chúng ta lái xe đến nhà thờ, trên đường chúng ta đi đến nhà thờ, hãy cầu nguyện cho buổi nhóm. Đi sớm hơn bình thường để chúng ta vào nhà thờ và chúng ta cầu nguyện cho buổi nhóm. Bởi vì ở trong ngày hôm đó, chúng ta biết rằng mục sư cũng như là những người dạy Kinh Thánh đã chuẩn bị một bữa ăn rất tốt. Công việc của chúng ta là hãy chuẩn bị trong sự cầu nguyện một môi trường thuộc linh thật là tốt. Cũng như cái cách mà chúng ta tiếp khách, Hội Thánh của Chúa tiếp khách, để chúng ta đãi cho họ bữa ăn đó trong một cách thịnh soạn vì chúng ta có sự chuẩn bị. Bởi vì sứ điệp được rao giảng ở trong buổi nhóm có tiềm năng có thể thay đổi cuộc đời của những con người cho đến đời đời. Cho nên hãy cầu nguyện cho buổi nhóm, quyết tâm sống một cách không chỗ trách được. Bởi vì Chúa Giêsu sẽ trở lại để tiếp rước Hội Thánh, và Ngài trở lại với một Hội Thánh không tì, không vết, không chỗ trách được. Phần của chúng ta hãy chuẩn bị, cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta, để rồi Hội Thánh của Chúa chúng ta cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Chúa, sẵn sàng để cải cách triệt để các công tác chúng ta hầu việc Chúa. Hãy hầu việc Chúa một cách hết lòng, hầu việc Chúa một cách vâng lời trong ơn của Chúa. Thứ năm, quyết tâm tham dự tất cả các buổi nhóm của Hội Thánh, bởi vì chúng ta cần thường xuyên nhóm lại như Hội Thánh đầu tiên. Các thính hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bái bánh và sự cầu nguyện. Mọi người được kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Chúng ta học trong những ngày qua, và chúng ta chuẩn bị để mình có thể kinh nghiệm Chúa Ngài ban phước để qua đời sống của mình, thì cũng có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện ở trong các buổi nhóm. Tất cả các tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Chúng ta quan tâm chăm sóc nhau. Câu số 45, họ bán hết tài sản của cải mình mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến nhà thờ, và chúng ta để ý đến ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ, chân thành. Trong cái môi trường đó, chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta biết cái kết quả như thế này: ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta trở nên những Cơ Đốc nhân cấp tiến bắt đầu từ những ngày này, để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng, để sẵn sàng sử dụng các thứ ơn của Chúa Ngài ban cho để chúng ta giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta, mạnh mẽ, sẵn sàng để cho ra, sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Nó xảy ra khi chúng ta làm những Cơ Đốc nhân cấp tiến, bỏ những điều của truyền thống, bỏ những cái sinh hoạt thường xuyên mà trước đây chúng ta đã từng sinh hoạt. Nay chúng ta muốn có một cuộc sống tươi mới ở trong Chúa, để đáp ứng lại với lời tiên tri rằng sau mùa phục sinh này, Hội Thánh của Chúa sẽ kinh nghiệm một sự phục hồi từ nơi Chúa. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ phục hồi mỗi đời sống của chúng ta một cách mạnh mẽ ở trong những ngày sắp đến, khi chúng ta chọn làm
một cơ đốc nhân cấp tiến, chọn sống sự sống siêu nhiên ở trước mặt nhiều người chứng kiến. Cảm ơn của Chúa trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên anh chị em trong ơn quyền của Chúa. Cho tôi được phép cầu nguyện cho các anh chị trước khi chúng ta tạm ngưng buổi nhóm của chúng ta trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chỉ có biết ơn Ngài vì Chúa Ngài ban cho chúng con cảm nhận được những điều mà thế giới của chúng con đang trải qua, đang là một cái sự chuyển mình như người đàn bà trong cơn thai nghén, một sự chuyển mình của những điều mà lời của Chúa tiên tri đã, đang và sẽ ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Chúa. Thánh Linh nhắc nhở chúng con lời này để chúng con có một đời sống chuẩn bị sẵn sàng, để đời sống cá nhân của chúng con mạnh mẽ trong mối liên hệ với Chúa, trong việc nhận ơn quyền của Ngài khi chúng con gần gũi Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự chuẩn bị sẵn sàng. Xin cho ban ơn để hết thảy anh chị em chúng con, những người đang nghe cùng học với chúng con những điều này, Chúa cho chúng con sẽ có một lối sống mạnh mẽ càng hơn ở trong ơn của Chúa, sẵn sàng để được đưa và sử dụng. Xin ban ơn trên anh chị em chúng con, để chúng con có thể giữ được những cuộc hẹn của chúng con với Chúa, thì giờ cá nhân của chúng con tương giao với Ngài. Và là Chúa ban phước để chúng con luôn luôn ở trong tinh thần, mang giày dép sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa. Và cho chúng con sẽ bước qua những cánh cửa cơ hội khi có những người hỏi lẽ về niềm trông cậy ở trong chúng con. Khi họ thắc mắc, thì chúng con sẵn sàng để trả lời cho họ. Điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ chúng con, đặc biệt là những người đã trật nhịp ở trong cuộc sống niềm tin. Xin Chúa cho chúng con sớm bắt lại nhịp sống thuộc linh mà Chúa đã từng ban cho đời sống của chúng con, để chúng con là mạnh mẽ bước đi trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Vì đêm đã khuya, Ngài hầu đến. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Phó dâng mỗi chúng con một cái tươi mới trong tay của Ngài. Xin ban phước và sử dụng chúng con cho vinh quang của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa và Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa Ngài ban ơn anh chị em sẽ có những thời giờ tương giao mật thiết với Chúa đầy phước hạnh, để rồi chúng ta như một cái chiếc bình được Chúa Ngài đông đầy, để chúng ta sẵn sàng tuôn đổ ra giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ anh chị em được bình an ở trong ơn của Chúa, và đời sống của anh chị em được giữ vẹn trong ơn của Ngài. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.